Đầu tiên là bây giờ để các bạn vô được cái kho giao diện này á, mình sẽ bấm vô cái chỗ mà cửa hàng trực tuyến, các bạn bấm vô cái chỗ giao diện à. Thì chỗ này nó giống như là một cái nơi để quản lý những cái thao tác của cái giao diện. Thì các bạn bấm vô cái chỗ dưới này là mình sẽ có cái kho. Thì cái kho giao diện này nó có 15. Nếu mà các bạn có feedback hoặc là khách mà yêu cầu cái ngành nào nhiều, các bạn cứ feedback cho bộ phận product. Bộ phận product sẽ làm product thêm. Thì cái yêu cầu nào nhiều sẽ làm. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho những cái mẫu này. Các bạn thấy cái element này không ạ? Đó là cái cấu trúc của nó sẽ có 3 phần như vậy nè. Cái cấu trúc của nó sẽ có 3 phần. Các bạn hình dung à? Thì người ta có thể đổi cái nội dung trong cái chữ này, đổi cái nội dung này, đổi cái nội dung này, chèn lên gì đó. Nhưng người ta sẽ không được kiểu chuyển này qua phải, chuyển này qua trái, muốn này lên trên, không được. Tức là nó đặt fix cái nội dung đó trong một cái floor đó. Và người ta có thể bao nhiêu cái floor này cũng được. Hình dung mà. Đó. Tương tự những cái ngành khác cũng vậy. Đó. Và các bạn thấy là có một cái điểm chung là nó đã có cái menu trên này, là các bạn thấy không ạ? Và lúc nào nó cũng có một cái footer dưới này. Ok. Vậy bây giờ để biết cái giao diện nó có thích hợp với mình hay không thì các bạn nên coi nó ở nhiều nền tảng luôn. Nhiều nền tảng. Đó. Đây là cách nhanh nhất để các bạn biết coi là cái khách mà mình nói đó. Khi các bạn demo cho khách á, các bạn bật nhiều tab sẵn, các bạn vô đây các bạn coi. Thường là dần khách họ sẽ rất là thích cái giao diện có trên điện thoại. Các bạn bật không chỉ là chỉ trên laptop không, họ chỉ không có hình dung. Thì bật luôn cái giao diện ở trên điện thoại cho khách coi luôn. Ok. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô demo từng cái. Mình có một cái bộ video hướng dẫn của Google Sale ha, sử dụng từng cái element. Rồi. Để sử dụng một cái theme, một cái nhà đi, hoặc là một cái cửa hàng đi, các bạn phải có một cái cài đặt thiết lập chung cho cái nhà đó. Hình dung không ạ? Thì nó giống như là các bạn thiết lập đường ống điện nước của, hoặc là cái cấu trúc của cái giao diện ngoài của cái nhà đó, cái mặt tiền á. Thì đầu tiên là cái logo ở trên này nè. Đó, là cái logo mà các bạn úp ở đây. Hình dung không ạ? Ok mà. Favicon là cái gì? Favicon là cái nhỏ nhỏ ở trên này nè. Các bạn thấy không ạ? Cái favicon là cái này nè. Các bạn thấy là cái logo với favicon của Lộc khác nhau không ạ? Tại sao Lộc không ốp giống nhau ạ? Bởi vì Lộc biết cái nền này màu trắng thì Lộc thiết cái kế này không nền để lên cho nó đẹp. Còn cái favicon của Lộc là trắng hay đen á thì cái chỗ này nó nên là hình tròn nó sẽ đẹp. Tức là tùy biến mình phải làm nó phù hợp. Thì cái logo, cái logo trên app thì hình gì các bạn? Hình vuông, thì nó mình thiết kế hình vuông, đúng mà. Còn cái app Get Started Banner á, là tức là khi các bạn truy cập vào app á, nó sẽ có một cái màn hình vừa mới hiển thị vô app, rồi sau đó người ta mới vô cái app. Thì cái này là một cái banner xuất hiện đó. Thì thường người ta dùng cái này là để quảng cáo cho những cái chiến dịch. Nếu mà các bạn dùng Luxtay, các bạn biết app Luxtay không? Cái app mà gọi vốn cho Shark Tank á, thì thường cứ khoảng một tháng hoặc nửa tháng á, là người ta có chương trình promotion gì á, người ta sẽ đổi cái banner này một lần. Và cái banner đó nó thường là gửi discount cho người ta, hoặc là người ta có thể tạo một cái mã giảm giá và hiển thị đó để cho khách hàng nhớ về cái chuyện thương hiệu và những cái mã giảm giá để trong tháng người ta sử dụng. Thì cái app Get Started Banner là dùng để promotion cho cái chuyện đó. Phong của mình hiện tại thì có 3, 4, 5, 8 cái phong. Thì cái phong này nó sẽ áp dụng cho toàn bộ luôn. À, mình đổi, các bạn thấy là nó có sự thay đổi không ạ? Và nếu mà khách có đòi hỏi thêm phong gì á thì các bạn feedback lên để mình biết. Nhưng hầu như là những cái phong này là đang sử dụng nhiều, hoặc cái phong này là nó tương thích với nhiều cái. Có nhiều bạn hỏi primary và secondary color là cái gì thì nó giải thích cho các bạn đây. Nếu các bạn thấy chữ view detail không ạ? Nó màu gì ạ? Thì là cái secondary color, tức là cái màu này là nằm cho những cái nút này nè. Hoặc là vào những cái trang mà giỏ hàng thanh toán á, thì đa số là nó sẽ hiện cái màu secondary color. Primary color là những cái màu nó cũng nằm song song nhưng mà nó sẽ xuất hiện ở một số chỗ. Và ví dụ như là ở flash sale nè, thì thường là nó sẽ là primary color. Đó là mình set cái màu này là nó sẽ set luôn cho những cái element mà set chung luôn.
Thì khi các bạn thiết lập cái này thì nó áp dụng cho toàn bộ tất cả các trang. À, biết lý do tại sao áp dụng cho toàn bộ tất cả các trang không ạ? À? Có menu, có footer và có cấu trúc của một cái trang, và tức là nó xây một cái xương trước. Đó. Sau khi các bạn setup cái này xong, các bạn sẽ bắt đầu đụng vô cái phần mà thiết kế chính. Rồi, bây giờ mình sẽ vô menu đi. Cái menu mà Lộc tạo mà nó được cấu trúc như vậy á, là cái này nó tự nhiên có hả? Không, nó nằm ở đâu? Nằm trong này. Nằm trong phần menu nè. Tức là nếu mà không tạo cái này thì có không các bạn? Không có. Tại vì khách phải tự vô đây, hoặc là khách phải cấu trúc theo cái ý của khách muốn. Nó có bao nhiêu tầng, 2 hoặc là 3 tầng gì đó. Bấm vô cái này thì nó ra bộ sưu tập gì. Được không ạ? Thì cái này nó có một cái hướng dẫn để cho các bạn setup cái danh mục này. Thì khi các bạn chọn đúng, các bạn thấy chữ top menu mà nó tương thích với lại cái top menu. Hơi đang mạng hơi ra. Cái menu đó phải được tạo ở trong cái danh mục menu này. Nó phải có sẵn. Còn cái background này là màu gì là do cái nền tảng của mình có thể chọn. Cái thứ hai là cái banner đi. Cái banner này á là các bạn có thể chọn một cái ảnh nào đó ở trong đây. Ok được không ạ? Các bạn có thể chọn một cái ảnh nào đó. Những cái mà Lộc đã thiết kế này là đa số là banner. Đó. Slider. Ok. Rồi giải thích slider nó khác gì ha. Cũng là banner, nhưng mà bây giờ khách muốn có nhiều banner vẫn nằm ở đó nhưng mà nó chỉ trượt qua hoặc là nó hiển thị qua thôi. Thì cái này nó gọi là slider. Là nó tổ hợp được nhiều banner trong cùng một cái element. Hình dung không ạ? Đây. Và mỗi một cái banner này các bạn có thể chèn đường link sẵn. Ví dụ như bạn muốn là người ta hiển thị tới cái hình này thì đi qua một cái sản phẩm nào đó, hoặc hiển thị tới cái hình này thì nó đến một cái trang bài viết nào đó để giới thiệu về cái chương trình giảm giá và cho người ta biết cái mã giảm giá đó, thì chèn ở đây. Ok, banner slider dễ hiểu không ạ? Các bạn cứ hỏi đi nha, tại vì những cái này nó đã có video sẵn rồi. Những ở đây là mình chỉ trả lời những câu hỏi khó mà ở trong cái là mình các bạn chưa rõ thôi. Hình như là có những cái banner em thiết kế là nó có cấu trúc 1600. Hiện giờ thì nói chung là nên sử dụng kích thước lớn là một. Cái thứ hai là dùng ảnh BNG khi mà xuất ra mà up lên thì nó mới rõ đẹp. Còn nếu mà họ chỉ dùng hình nhỏ quá cũng với cái kích thước lớn á thì nó sẽ tự bẻ cái hình nó ra rất là, và nó làm bể cái hình, cho nên là có nhiều bạn up lên cái hình đó nó bị mất cân đối. Cái này chắc phải nói bên product update là danh sách kích thước của các element. Ví dụ như mình đã làm cái product rồi, mình sẽ có quy định là làm cái nó đẹp đúng không? Thường á là cách mà em thiết kế cho khách đó, một là em yêu cầu là khách sẽ gửi cho em một cái bộ sưu tập ảnh và đa số ảnh phải đẹp. Hai mà em không biết á thì em sẽ lên trên Google và chỉ cho mọi người một cái công cụ lấy ảnh đẹp. Ví dụ như là fashion đi. Sau em bấm vô hình ảnh, sau em bấm vô công cụ, sau em bấm kích thước lớn. Ok không ạ? Thì cái ảnh này mọi người đao về là ảnh chất lượng. Tại vì nó đã bự sẵn rồi, chứ không phải là mình là người đao hình nhỏ. Cái thứ hai á, mà muốn lấy ảnh xịn mà gọi là không tốn tiền á, thì đến chữ bezel. Bezel. Đó. Đây, mọi người vô đây. Thì trên này sẽ đao ảnh cực kỳ chất lượng luôn. Ảnh siêu xịn. Nói chung là một cái stock ảnh cực kỳ xịn mà hầu như là miễn phí. Đó. Xịn không ạ? Rồi. Thì cái ảnh này nó sẽ giúp cho mọi người up lên nó sẽ đẹp. Rồi, chị Xuân đâu? Chị Xuân. Đây. Đà Lạt của chị đây. Chị có thể dùng ảnh này. Đó. Nói chung là muốn có ảnh đẹp miễn phí thì lên Bezel. Ok không ạ? Ok. Còn đối với những cái ngành mà liên quan đến doanh nghiệp đúng không?
doanh nghiệp là bất động sản hay là mấy cái gì á, thì các bạn vô FreeBcare. FreeBcare thì các bạn nhập real estate business đi. Rồi các bạn bấm vô chữ photo, bấm free. Lộc là chuyên xài hàng xịn mà miễn phí nha các bạn. Mấy cái này các bạn hỏi thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Photo free đó, ảnh là siêu bự siêu đẹp luôn. Setup web là coi như chốt sale là chắc được luôn, khỏi cần là phải ngồi đợi hết. Rồi các bạn muốn màu gì các bạn bấm đây. Sau khi các bạn down về trên cái thư mục đó thì lúc mà các bạn up lên đây á là ảnh nó đã chất lượng rồi, hình như không ạ? Hiện giờ mạng hơi đa nên không có demo cái chuyện mà up lên up xuống được, cho nên là mình sẽ nói đi từng cái nhanh nhanh. Rồi tiếp theo là đến cái product service. Thì product service nó dịch chung á là sản phẩm dịch vụ, nhưng mà thật ra ở đây á là nó load lên cái dữ liệu của một cái bộ sưu tập sản phẩm. Tức là các bạn phải tạo một cái bộ sưu tập sản phẩm trước. Ví dụ như ví dụ như cái này đi. Khi mà mình add vô á thì cái này nó là cái cấu trúc thôi, chứ nó sẽ không hiển thị ra cái này, bởi vì nó không có dữ liệu. Các bạn hình dung mà, các bạn muốn đưa cái dữ liệu vô thì các bạn phải có bộ sưu tập tạo trước đó, hình dung không ạ? Và cái bộ sưu tập đó các bạn sẽ phải tạo ở đâu? Tạo trên đây. Đây các bạn sẽ tạo sẵn, thì khi mà vô đó các bạn chỉ cần chọn đúng cái tên thôi thì nó sẽ load hết cái dữ liệu từ trong cái bộ sưu tập đưa vô cái theme, nó sẽ đưa vô đây, hình như không ạ? Đây các bạn thấy không, các bạn thấy ở dưới này nó sẽ, mình sẽ có load những cái bộ sưu tập nè. Đó giờ mà tại sao có một số bạn khi mà mới thiết kế bạn bấm lưu mà nó không cho lưu, mà nó kia là các bạn còn thiếu á, là các bạn chưa có cập nhật cái này nên nó không lấy dữ liệu được, nó không thể xuất bản ra được, thì các bạn phải vô đây chọn đúng cái bộ sưu tập. Còn nếu mà là service thì các bạn phải tạo nó thì nó mới sẽ ra. Khúc này rõ chưa? Rồi hình động hiện giờ chỉ hỗ trợ cho ảnh JPEG và PNG. Ok chưa? Ghê đi. JPEG là JPEG. Còn PNG chỉ có một số chỗ thôi chứ không có hiển thị hết nha. Còn ảnh GIF á, ảnh các em mà nói là nằm định dạng GIF là không có nha. Hả? Hả? Có. Rồi trình chiếu ảnh đó là hiển thị những cái logo, những cái logo của cái website, cái logo mà hiển thị, tức là cái logo này có thể là logo của sản phẩm hoặc là logo những cái đối tác. Thường ở trên website mà nếu các bạn để những cái logo này thì khách hàng của người bán á, họ sẽ rất là tin tưởng và dễ mua hàng ở trên web, tại vì cái chuyện này người ta biết là những cái sản phẩm nó đến từ đâu, hình dung chưa? Và các bạn khuyên là anh chị nên để khoảng 5-6 cái logo để cho nó tăng cái tỷ lệ chuyển đổi trên web. Bản đồ này là nhúng một cái đoạn mã embed ở trên Google Maps. Đó các bạn chưa thấy chia sẻ, thấy chữ nhúng bản đồ mà. Thì các bạn copy nguyên cái cục này nè, đánh C. Các bạn quăng vô đây. Rồi, thì nó sẽ ra. Và nếu mà các bạn muốn nó bự hơn á, các bạn chỉ cần đổi cái kích thước chỗ đây thôi. Ví dụ như 600 các bạn muốn tăng nó gấp đôi lên thì nó to ra 1200, thấy 1200 chưa đủ thì lên 1500. Ok chưa? Ổn không? Ok. Đó, các bạn tăng lên.
bao nhiêu không ạ? Mình thêm hai cái bản đồ được không các bạn? Tại sao? Cái này không cố định. Ok không ạ? Rồi, tương tự video cũng vậy ha. Video nó cũng có một cái mã embed giống như vậy. Đây, các bạn chỉ cần vô đây copy quăng cái mã YouTube ra. Hình vô không ạ? Nói đi em. Nếu mà trên bản đồ ấy không, hiện giờ chưa có tính năng đó. Nhưng mà không biết cái này có nhiều không, chứ thật sự cũng có nhiều hỏi nhưng mà thấy chưa thấy bên Ru đất Ru. Bạn đó. Thì khách đó phải tự làm những cái đó chứ chưa thử. Ok. Cái đó là em theo nghĩ nha, là người ta sẽ phải dùng một cái dịch vụ của bên marketing agency. Tức là người ta sẽ phải xây dựng cái Google Maps cho nó trước. Sau đó người ta sẽ copy cái mã nhúng, ví dụ như em search là 160 store đi. Thì search một cái nó hiện ra 10 chi nhánh đó luôn. Thì em chỉ cần lấy một cái đoạn mã thôi là quăng vô cái này nó mới hiện ra. Nhưng mà giờ em chưa làm đó thì làm gì mà Google nó hiểu cái chuyện này là có, không có. Tại vì có dữ liệu đâu. Cái đó phải làm trên Google Maps trước. Đúng rồi. Vậy mà cái đó thì phải làm tốn tiền đó, thì anh hỏi Tom ở bên marketing agency có bên nào làm không? Ok. Còn cái chỗ mà cần mô tả giới thiệu nè, thì ở trên website người ta sẽ có những cái đoạn mà cần dùng đến content. Đó các bạn thấy không? Thì những cái content này thì mình khách có thể đổi hình ảnh nè, đổi những cái từ này, nhưng không được dục bỏ hoặc là di chuyển. Thì cái cách mà để, ví dụ như người ta không thích cái đó đi, người ta có thể xóa thì nó sẽ không hiện, chứ không, nó vẫn nằm ở đó thôi, chứ nó không có đi đâu hết đó. Chứ khách kêu mà nói giờ anh muốn bỏ cục này, anh muốn thay thành cái hình tam giác đó, thì người ta phải up cái ảnh tam giác lên, người ta up ảnh tam giác lên, chứ không phải là người ta muốn bỏ luôn cái cục này được. Hình như không ạ? Rồi, bộ sưu tập bài viết thì cái này là blog. À, nếu mà chưa có viết blog thì nó sẽ không hiện lên, nhưng mà nếu mà có viết blog ở đây, khi mà các bạn hiện lên thì nó sẽ load hết những cái bài blog lên đây. Rồi, testimonial, phần này cũng quan trọng nè. Các bạn biết testimonial để làm cái gì không ạ? Là để đăng những cái cảm nhận của những cái khách hàng mà trước đây đã mua hàng. À, review. Hình như không ạ? Các bạn thấy ở trên mấy cái sàn đó, nó có review nhiều không ạ? Thì website cũng còn. Và nếu mà review này là review thiệt mà có video nữa thì rất là tốt, tăng tỷ lệ chuyển đổi hầu như rất là cao luôn. Các bạn đọc ở những web ở ngoài đó là những cái web bán hàng mạng tử bắt buộc là phải có testimonial. Càng nhiều testimonial chừng nào, càng chân thật chừng nào, tỷ lệ bán hàng trên web càng cao chừng đó. Đến testimonial được thêm không ạ? Được. Thì mỗi lần thêm nó cứ thêm qua bên trái bên phải nè. Thì tốt nhất á, một cái hàng vậy nên chỉ có khoảng 6 hoặc là 8 cái thôi. Và nếu mà nhiều hơn thì các bạn tạo thêm một cái testimonial nữa. Chứ đừng nhiều quá trên một cái thì nó sẽ làm nó rối. Hình dung mà. Ok. Mã HTML. HTML là cái gì? À, có nhiều khách họ nói là giờ anh muốn chèn cái nút gọi, muốn chèn cái banner hoặc muốn chèn cái gì đó, người ta tự code. Hình như không ạ? Thì người ta sẽ có một cái đoạn mã. Thì cái mã này là của người ta đã có sẵn. Hình như không ạ? Người ta sẽ chèn vô đây. Người ta sẽ tự chèn, người ta làm cái gì đó, người ta chèn cái chuyện gì đó là của người ta. Thì người ta sẽ chèn vô đây có một cái đoạn mã. Đó. Người ta sẽ code một cái gì đó. Và nếu mà những cái gì mà nó đụng đến hệ thống á, thì mình sẽ không cho người ta nhảy vô, nhưng mà sẽ cho người ta chèn thêm vô. Hình dung mà. Thì cái này gọi là mã HTML. Mà nếu mà khách hỏi là anh chị có thể chèn một cái đoạn mã này không, thì các bạn hỏi là mã này là mã HTML hay mã gì. Nếu là HTML thì chèn được, còn nếu mà đoạn mã khác thì không được. Ok không ạ? Liên hệ. Rồi nói lại. Rồi, phần liên hệ này. Các bạn thấy cái chữ thông tin cửa hàng không ạ?
thì cái chữ mà thông tin cửa hàng nè, gồm những cái địa chỉ nè, email, số điện thoại nè, nó lấy ở trong phần nó lấy trong cái phần setting này nè. Các bạn hình dung mà. Nó sẽ lấy ở trong cái phần setting. Đợi xíu nha, mình cho các bạn xin thấy. Cái những cái này á, các bạn phải điền trước, chứ nó không điền trực tiếp ở đây. Nó sẽ lấy ở trong phần thông tin cửa hàng. Thông tin cửa hàng ở trong phần cài đặt. Các bạn điền cái gì ở đây nó hiển thị giống như vậy. Ok chưa? Đồng thời cho một cái form ở đây. Nếu mà khách nhập ở chỗ này thì nó sẽ chạy về phần CRM của GoSell. Họ sẽ thấy cái khách đó liên hệ gì tương đương với những cái gì mà khách nhập ở trên trên này. Ví dụ như khách nhập là Nguyễn Hữu Lộc, email là loc@gmail.com, 0929192, hoặc là nội dung là tôi cần liên hệ để mua sỉ, thì nó sẽ lưu y chang cái tên thông tin khách hàng đó trong CRM. Ok không ạ? Đối với những cái này là rất phù hợp với những doanh nghiệp tư vấn mua sỉ hoặc là bất động sản, giáo dục, liên quan đến thông tin khóa học này nọ. Những cái gì mà phải qua con người thông tư vấn á, thì họ sẽ thường rất là cần cái này. Thì các bạn tư vấn kỹ cái phần đó. Còn nếu mà khách hàng mua B2C kiểu như bán lẻ thì khách sẽ hỏi là cái sản phẩm này có dịch vụ như thế nào, hoặc là góp ý feedback gì đó các bạn điền ở đây. Flash sale. Để có flash sale thì cái khách đó giống như lần trước mình nói là các khách đó phải set up flash sale trước. Đó, thì khi mà vậy thì nó mới add vô đây được. Đây các bạn nhớ không ạ? Nếu mà không set up trước thì sẽ không thể nào có. Khác bên cạnh những đó, nó sẽ có một số cái thành tố, ví dụ như là cần để biết coi là dịch vụ bên này như thế nào, giao nhận chăm sóc khách hàng, thì những cái này là chữ hết và những cái icon hết. Khách sẽ không được đổi cái icon này ra nha. Icon nó là cố định rồi, khách đổi màu, đổi chữ này nọ thôi chứ không được đổi hết. Chân trang. Rồi. Nó ghi là không được hỗ trợ nhiều hơn một chân trang hoặc là một footer, header, các bạn thấy không ạ? Đó. Nhưng mình có thể đổi cái kiểu. Các bạn thấy không? Mình có quyền đổi. Và các bạn phải fill thông tin vô thì nó sẽ có thông tin ở dưới này. Ok không ạ? Dạ. Yeah. Thì đến đây thì cái demo của cái này nó đã hết rồi. Thì mình có mình sẽ gửi cho các bạn một cái link YouTube của bên công ty GoSell đã hướng dẫn cho từng cái element này cho bên phòng sale, để các bạn tự demo những cái này, các bạn xem kỹ hơn. Ở trong đó sẽ kia chỉ cho các bạn làm từng bước